thầy. Kính lễ Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên tăng điện hiển Phật. Chào chư tăng bức và tăng giả tất cả quý Phật tử. Xin lỗi vì thường thường cái ngày chủ nhật thứ bảy á, buổi chiều chúng tôi có cái lớp dạy thanh tịnh đạo ở đây, nên sau khi dạy xong chúng tôi nghỉ ngơi chút và mới vào trong lớp Phật pháp. Ở lớp Phật cuốn được lần bữa hôm nào cũng bị trễ giờ. Không biết là vừa rồi chúng ta học cái bài số 25 mà chúng ta học qua đến câu mấy nha? Câu yêu trì số 4. Dạ, xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Câu yếu trì số 4 của đồ đạo duyên là đồ đạo duyên bất thiện trở bất thiện. Ở trong tâm bất thiện nó có 27 sự hợp, và trong 27 sự hợp đó thì sở hữu cần là tà tinh tấn, sở hữu tầm là tà tư duy, và sở hữu nhất hành là tà định, cùng với sở hữu tà kiến là tà kiến. Như vậy nếu mà nói chi đạo bất thiện thì chúng ta có tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn và tà định với bốn chi pháp rất là rõ ràng. Tại sao bất thiện mà lại có chi đạo? Thưa quý vị, chữ đạo ở đây nó chỉ có nghĩa là cái pháp mà nó dẫn lối cho cái pháp khác, giống như là một con đường dẫn lối cho người ta đi vậy đó. Thì hễ mà dẫn lối theo cái hướng, cái khuynh hướng tốt thì gọi là chánh, chánh đạo. Còn dẫn lối theo cái hướng tà, hướng quấy gọi là tà đạo. Như vậy thôi. Cho nên chúng ta có hai loại đạo là chánh đạo và tà đạo. Thì cái nào cũng gọi là đạo, nhưng mà chánh đạo thì thuộc phần thiện, còn tà đạo thì thuộc phần bất thiện. Nhưng mà chánh đạo thì nó có tới 8 chi pháp, còn tà đạo thì có 4 chi pháp thôi. Bởi ở đây chúng ta lấy cái pháp thực tính thì nếu mà chúng ta lấy theo cái pháp mà nó đối chọi với nhau đó, thì thí dụ như có chánh kiến, có tà kiến, có chánh tư duy, tà tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có tà nghiệp, có chánh mạng, có tà mạng, có chánh tinh tấn, tà tinh tấn, chánh niệm, tà niệm, chánh định, tà định,
Cái đó là tôi nói cái pháp mà nó đối lập, cái chi pháp đối lập. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta tìm cái chi pháp thực tính đó, thì không có cái sở hữu nào là tà ngữ, tà địa, tà ngữ hết. Cũng không có cái sở hữu tâm nào, không có tâm sở nào là cái tâm sở tà niệm. Cho nên khi mà nói đến tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà niệm là chúng ta chỉ lấy cái nghĩa là bất cứ trường hợp nào mà tham sân si, nói năng hành động, tâm tham, tâm sân, tâm si, nói năng hành động thì đó tà ngữ, tà nghiệp. Nói năng hành động sai ấy, hay là nó có cái thủ đoạn trong cái việc đua mạng thì gọi là tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Khi mà một người có cái sự phóng dật, cái tâm buông lung, phóng dật và nghĩ ngợi lung tung thì như vậy gọi là tà niệm. Cái chi pháp chúng ta lấy nghĩa bóng vậy, chứ nó không có cái pháp thực tính riêng. Ở đây pháp thực tính riêng chỉ là như tà kiến thì có sở tà kiến, có tâm sở tà kiến. Tà tư duy thì có sở tầm, có tâm sở tầm phối hợp với tâm bất thiện. Rồi tà tinh tấn thì có sở, có tâm sở cần. Tà định thì có tâm sở nhất hành. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến bất thiện, trợ cho bất thiện bằng đồ đạo duyên, thì chúng ta lấy chi pháp là bốn chi đạo bất thiện: tầm, cần, nhất hành và tà kiến, trợ cho 12 tấm bất thiện cùng 27 sở hợp. Trường hợp này có 9 duyên tố hợp, ở đây chúng ta thấy bốn chi đạo bất thiện nó trợ cho 12 cái bất thiện và 27 sở hợp bằng cách đồng sanh, bằng cách là bốn chi đạo làm chủ đồng sanh mà làm chủ nương. Bốn chi đạo đó là năng, có phải có mặt đồng thời với sở. Vâng vâng. Cho nên có chín duyên tố hợp, là câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Rồi chúng ta thấy bốn chi đạo bất thiện đó, nó thuộc về hành quấn. Khi mà nó trợ cho danh pháp bất thiện là 12 tấm bất thiện, 27 sở hợp đó, thì danh quấn cùng với thọ tử thức thức quẩn, bốn danh quẩn này nó phải hỗ cường với nhau, giúp và giúp lại, cho nên gọi là hỗ tương duyên. Bốn chi đạo bất thiện nó thuộc về danh pháp, và những cái tâm bất thiện cùng sống hợp nó cũng là danh pháp, cho nên danh tương ương với danh, hòa hòa quyện với danh được. Cho nên câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện duyên, câu sinh bất ly duyên, hỗ tương duyên và tương duyên, sáu duyên này đều có chi pháp đấu hợp với đồ đạo duyên, bất thiện đồ thiện, là bốn tâm sở tầm cần nhất hành và tà kiến, trợ cho 12 tâm bất thiện và 27 sở hợp, như cái pháp như duyên gốc vậy. Nhưng mà còn ba cái duyên tố hợp khác ấy, đó là câu sinh trưởng duyên. Cái câu sinh trưởng duyên ở đây gọi là tấu hợp với đồ đạo duyên ở cái
khi cảnh bất thiện rồi bất thiện, thì chúng ta thấy có chi pháp cấu hợp của đồ động duyên bất thiện đồ thiện là tâm sở cần trợ cho 10 tâm bất thiện nhị nhân cùng 25 sân hợp trừ cần và nghi. Tức là khi nói đạo muốn chỉ đạo bất thiện, trong đó có sở cần, sở cần nó đóng vai trò của con sinh trưởng thì nó là cần trưởng, nó là cần trưởng. Chính vì vậy cho nên con sinh trưởng duyên mới gọi là duyên tố hợp với đồ đạo duyên ở cái khía cạnh cần trưởng bất thiện, cần trưởng bất thiện trợ cho tâm bất thiện nhị nhân cùng 25 sân hợp, gọi là 10 tâm bất thiện nhị nhân, tức là 8 tâm tham, 2 tâm sân. Bởi vì tham có nhân tham, nhân si, tâm sân có nhân sân, nhân si, gọi là đa nhân. Còn như hai tâm si đó, si vừa đi si không trực, nó chỉ có nhất nhân thôi, yếu quá. Cho nên không thể làm cái chỗ chỉ lối cho người ta, chỉ lối cho các pháp luật sinh. Cũng như khi mà chúng ta đi tới đi lui đó, thì cái con đường nào mà nó kéo dài, nó xa, nó xa hơn 500 mét, và nó trở thành một lối đi người thường đi qua đi lại, thì cái đó chúng ta mới gọi là lộ được. Còn chẳng hạn như là ở phía trước sân nhà của chúng ta có mấy bước từ ở ngoài cửa cổng chúng ta đi vào nhà hay trong nhà đi ra, thì chúng ta cũng đi vậy, nhưng mà cái sân đó chúng ta không gọi là lộ, không gọi là con lộ được. Chừng nào chúng ta ra tới cái vỉa hè ở bên ngoài có con lộ chạy dài, xe cộ qua lại, thì cái đó gọi là con lộ. Cũng như thế, khi mà sẽ không cần mà nó hợp với cái tâm bất thiện nhị nhân đa nhân, thì nó lúc đó gọi là đồ đạo, gọi là pháp, trở thành những con đường, tức là tà tinh tấn. Chứ còn nếu sẽ không cần mà nó hiệp với hai tâm si thì nó yếu quá, nó không có trở thành cái con đường được. Cái này giải thích thêm để cho các vị nhận ra và hiểu tại sao câu sinh trưởng nó lại là tấu hợp với đồ đạo duyên. Rồi thứ 8, câu sinh quyền. Câu sinh quyền duyên thì chúng ta xem coi ở trong đồ đạo duyên bất thiện đều bất thiện, bốn chỉ đạo là cần, tầm cần, nhất hành và tà kiến, thì cái nào nó thuộc về, nó thuộc về pháp quyền. Thì ở đây chúng ta có hai cái pháp quyền, tức là tấn quyền và định quyền. Tấn quyền là sở cần, định quyền là sở nhất hành. Khi tà tấn, tà định thì nó cũng thuộc sở cần, sở nhất hành, nó ăn khớp với nhau ở chi pháp vậy. Cho nên con sinh quyền duyên nó có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên bất thiện đồ thiện, là sở cần và sở nhất hành trợ cho 12 tâm thiện cùng 27 sở hợp. Cái này thì quá dễ, không có khó. Rồi chính á, là chúng ta nói thiền na duyên, thì ở đây chúng ta xét xem coi chi thiền nó có
tầm tứ hỷ lạc định tư xã. Thì bây giờ ở trong thất chi thiền đó thì chúng ta thấy coi nó có chi thiền nào mà nó lại trùng hợp với cái chi đạo ở trong đồ đạo duyên bất thiện đủ thiện hay không. Thì ở dưới quý vị chúng ta thấy có chi tầm, chi thiền tầm tức là tâm sở tầm, mà tâm sở tầm đó, thì nếu nói theo đồ đạo duyên đó, thì nó là chi đạo tà tư duy. Chúng ta đang học để pháp bất thiện để bất thiện, cho nên tầm là tà tư duy. Như vậy nếu mà nói về chi đạo thì sở hữu tầm đó nó là tà tư duy, mà nếu nói chi thiền á thì nó là chi tầm bất thiện. Thì như vậy đang khớp với nhau ở cái gì chi này. Lại nữa trong thiền na duyên có chi gọi là chi định, tầm tứ thủy là định. Thì định đó nó cũng nằm ở trong bốn cái chi đạo bất thiện, là tâm sở nhất hành. Tâm sở nhất hành để nó thuộc tà định. Do đó cho nên tà định với chi định ở trong thiền na nó lại khớp nhau nữa. Thế là chúng ta có hai cái chi pháp trùng với đồ đạo và thiền na, vừa là đồ đạo vừa thiền na. Hai chi pháp đó là tâm sở tầm và tâm sở nhất hành. Vì vậy cho nên gọi thiền na duyên là có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên bất thiện trợ bất thiện, là tâm sở tầm và tâm sở nhất hành trợ cho 12 cái bất thiện cùng 27 sở hợp. Cứ mỗi một cái duyên câu yếu tri như vậy đó, chúng ta chịu khó chúng ta suy xét thì chúng ta sẽ hiểu được thế nào gọi là tổ hợp. Bữa nay chúng ta học tổ hợp vậy đến chừng còn hai duyên nữa, tới 27 đó. Tới bài 27 thì chúng ta bước qua cái hiệp lực rồi. Cái hiệp lực Hattana thì nó bắt đầu cũng rắc rối, nó khó. Nhưng mà điều chúng ta cứ thủng thẳng đi, đi cái đoạn đường nào khó thì mình ráng vượt qua, chứ mình nghĩ tới xa xôi nữa thì ngán lắm. Bây giờ câu số 5 á, đồ đạo duyên bất thiện trợ vô ký. Bất thiện trợ vô ký bằng đồ đạo duyên. Ở đây có bốn có chi pháp và bốn chi đạo bất thiện trợ quyền đại sắc tâm. Thì ở đây chúng ta có 8 duyên tố hợp. Với trường hợp này, câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh bất định duyên, câu sinh bất tương duyên. Thì chúng ta thấy rằng bốn chi đạo bất thiện trợ người bể sắc tâm là danh, trợ sắc. Thì câu sinh y, câu sinh hữu, câu sinh bất ly, đó là danh trợ sắc. Và vì danh trợ sắc đồng sanh như thế này nó không có hợp nhau, cho nên gọi câu sinh bất tương ưng. Thêm ba duyên nữa là câu sinh trưởng duyên, thì coi chi pháp cũng ấy cần trưởng, tức là tâm sở cần trợ 17 sắc tâm, năng khớp với cần chi đạo trợ 17 sắc tâm đó. Quyền duyên, câu sinh quyền duyên nó có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên bất thiện trợ vô ký, là
tấn quyền tức sở môn cần, nó ăn khớp với tà tinh tấn trợ cho 17 sắc tâm. Và định quyền tức là tâm sở định, nó trùng khớp với chỉ đạo chân định tà định, chỉ đạo tà định, tất cả đều trợ cho 17 sắc tâm năng khớp. 8 là thiền đại duyên. Thiền đại duyên ở đây thì pháp tấu hợp đồ đạo duyên bất thiện trợ vô ký, là tâm sở tầm, tâm sở nhất hành trợ 17 sắc tâm. Vì rằng tâm sở tầm nó vừa là chi tầm của thiền đại duyên, mà nó là chính là tà tiêu duy của chi đạo bất thiện. Rồi sở nhất hành nó là chi định của thiền đại duyên, và nó là tà định của chi đạo, nâng khớp nhau chỗ đó. Cho nên tám duy này được gọi là như tố hợp với đồ đạo duyên bất thiện trợ vô ký. Câu số 6, câu ý kiến số 6 là đồ đạo duyên bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Câu ý kiến này nó gom câu 4, câu 5 lại. Câu 4 là bất thiện trợ cho bất thiện thôi. Câu 5 là trợ cho vô ký. Câu 6 gom lại là trợ cho bất thiện và vô ký. Thì chi pháp cũng lấy 4 chi đạo bất thiện trợ 12 cái bất thiện cùng 27 sở hợp và 17 sắc tâm. Dễ. Trường hợp này có 2 duyên. Tấu hợp có 7 duyên tấu hợp. Câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiện hữu duyên, câu sinh tuy duyên, cả 4 duyên này có chi pháp tấu hợp đồ đạo duyên bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Chi pháp là 4 tâm sở tầm cần nhất hành và tà kiến trợ cho 12 cái bất thiện cùng 27 sở hợp và 17 sắc tâm, giống như duyên gốc. Thứ năm cái duyên câu sinh trưởng duyên cũng gọi là duyên tấu hợp với đồ đạo duyên bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Câu sinh trưởng duyên ở đây có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên bất thiện trợ bất thiện và vô ký, là tâm sở cần trợ cho 10 tâm bất thiện nghị nhân cùng 25 sở hợp trừ cần và nghi và 17 sắc tâm. Chúng ta nhìn chi pháp thì chúng ta thấy rõ ràng là những chi pháp này nói đồ đạo duyên bất thiện trợ bất thiện được, mà nói câu sanh trưởng duyên bất thiện trợ bất thiện và vô ký cũng được. Thế là hai duyên đó gọi là tấu hợp. Câu sanh trưởng duyên là tấu hợp với đồ đạo duyên. Khi tiếp con sinh quyền duyên có chi pháp tạo hợp với đồ đạo duyên bất thiện trợ bất thiện và vô ký. Ở đây nó hợp ở chi pháp là sở hữu cần và sở hữu nhất hành trợ cho 12 cái bất thiện cùng 27 sở hợp và 17 sắc tâm. Lý do hồi nãy thì chúng tôi đã nói rồi ở trong
Còn yếu trì 5 và 6, 4 và 5 vẫn đi gom chung lại. Thiền Na Duyên có chi pháp tấu hợp với lục đạo duyên bất thiện, trợ bất thiện và phụ kiến, là tâm sở tầm, tâm sở nhất hành, trợ 12 tâm bất thiện cùng 27 sở hợp và 17 sở tâm. Chỉ cũng vậy đó thôi thưa quý vị. Lý pháp thì cũng có như thế kia, nhưng mà nếu ở đây đó, ở đây khi mà chúng ta nói đến cái sự tấu hợp là chúng ta phải làm sao tìm cái duyên, thí dụ duyên gốc cái câu đó, chi pháp đó, thì chúng ta đối chiếu, chúng ta đọ với những cái duyên trong cái giống câu sanh đó, thì duyên nào cái chi pháp năng sở này nó có trùng hợp ở câu duyên đó thì chúng ta lấy ra là duyên tấu hợp được. Bây giờ chúng ta nói đến câu yếu trì số 7. Câu yếu trì số 7 ở đây là đồ đạo duyên vô ký, trợ duyên vô ký. Trường hợp này thì chúng ta lấy rộng chút xíu, bởi vì vô ký trợ vô ký thì cái chi đạo của vô ký thì nó có 8 chi đạo, là tâm sở trí, cần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, trí tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cần niệm và nhất hành, nó cũng đủ. Và nếu mà gọi tên nó thì nó cũng là chánh trí, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bởi vì cái pháp vô ký đó gọi là chánh chứ không gọi là tà, như tâm, như là cái đồ đạo duyên của tổng tố người A La Hán thì chúng ta gọi là chánh, chánh kiến, chánh tư duy, chứ chúng ta không thể gọi là tà kiến, tà tư duy được. Thì tám chi đạo vô ký này nó trợ cho 54 tâm vô ký hữu nhân cùng 38 sở hợp, trợ cho 17 hắc tâm và trợ cho 20 sắc nghiệp tệ tịch nữa. Tại sao trợ nhiều như vậy? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là hãy nói đến đồ đạo đó thì chúng ta phải trừ ra mười tám tâm vô nhân, mười tám tâm quả vô nhân, thì 72 tâm vô ký mà chúng ta trừ ra 18 thì còn 54 tâm vô ký vô nhân. Và nói đến vô ký trợ vô ký để chúng ta nên hiểu là vô ký danh trợ vô ký danh. Đương nhiên tám chi đạo, tất nhiên tám chi đạo vô ký phải là năng duyên là danh rồi, nhưng mà sở duyên vô ký đó thì có danh vô ký, sắc vô ký, danh và sắc vô ký, nó có 3 trường hợp. Do đó cho nên nếu mà lớp học ở bên ngoài đó, cái chỗ này là chúng tôi yêu cầu học viên lên bảng để tách nó ra, cái đồ đạo duyên vô ký trợ vô ký đó phải tách nó ra, đồ đạo duyên vô ký danh trợ vô ký danh, đồ đạo duyên vô ký danh trợ vô ký sắc, đồ đạo duyên vô ký danh trợ vô ký danh và sắc, phải chia ra như vậy mới hiểu được. Chứ còn nói tổng quát chi pháp gì thì chúng ta chỉ có học ở trên mạng là chúng ta mới tổng quát chi pháp thôi. Mà chính vì vậy cho nên học trên mạng chúng ta, rồi còn chúng ta chỉ hiểu 2 phần,
hai phần là may lắm, chứ chúng ta hiểu phải chừng một phần, có khi không hiểu cái chỗ đó muốn nói cái gì. Vì ở đây chúng tôi không có ứng dụng được cái phương pháp giảng dạy bằng cách là ghi bản, chỉ bằng nêu, hay là gọi học trò lên bản để thực tập, cho nên không có tiếp thu được nhiều. Thì nếu mà đồ đạo duyên mà có khí trợ vũ khí mà chúng ta lấy tổng quát ra thì trường hợp này có 12 duyên tổ hợp thôi, bất lượng là trường hợp tám chi pháp, tám chi đạo vô ký trợ cho danh pháp vô ký, hay là trợ cho sắc tâm, hay trợ cho sắc nghiệp, tất cả đều gọi là câu sinh duyên, câu sinh lý duyên, câu sinh hữu hữu duyên và câu sinh bất lý duyên. Vì cả bốn duyên này đều có chi pháp tối hợp với đồ đạo duyên, vô ký trợ vô ký, tám chi pháp, tám tâm sở, trí tầm trên ngưỡng trên nghiệp trên mạng trên niệm nhất hành trợ cho 54 tâm vô ký hữu duyên, cùng 38 sở hợp, 17 sắc tâm và 20 sắc nghiệp tiếp tục, thì nó cũng vậy. Chi pháp gốc như thế nào thì cái chi pháp ngọn, duyên ngọn thì những cái duyên đại, câu sanh đại thì chúng ta cũng lấy chung vậy. Rồi tiếp đến là nhân duyên. Nhân duyên có chi pháp tấu hợp đồ đạo duyên, vô ký trợ vô ký là chỉ cho tâm sở trí trợ cho 46 tâm vô ký tâm nhân, 37 tương trí, 37 sở hữu tương trí, 17 sở tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục. Nhân duyên mà tối hợp được với cái đồ đạo duyên vô ký trợ vô ký là bởi vì nhân duyên ở đây trong đó, mặc dù có tham, có sân, có si, vô tham, sân, si, nhưng mà chúng ta thấy trong đồ đạo duyên đó thì chỉ có sở trí tuệ là chánh kiến, còn như ở đây nhân duyên sở trí tuệ nó là vô si, nhân vô si thì ở trong cái pháp vô khí trở vô khí đó, bằng đồ đạo duyên thì chánh kiến trợ cho pháp độ sanh, tức là trí tuệ trợ pháp độ sanh, trí tuệ đó cũng gọi là vô si trợ cho pháp độ sanh, pháp vô ký độ sanh, cho nên cũng gọi là tổng hợp. Tiếp đến câu sinh trưởng duyên, câu sinh trưởng duyên ở đây tức là chỉ cho dục cần, dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Thì chúng ta thấy có cần trưởng, có thẩm trưởng, tức là sở hữu cần, sở hữu trí. Thì nếu mà đem tấu hợp với độ đạo duyên, vô ký trợ vô ký thì chúng ta thấy ở đây cần trưởng tức là chánh tinh tấn, mà thẩm trưởng ở đây là chánh kiến, thì nó cũng trợ cho 20 tâm quả sở thế, 17 tâm tấu hữu nhân, cùng 37 sở hợp, 7 sắc tâm. Đấy là con sinh trưởng.
tư duy. Các chi pháp tấu hợp với đồ đạo duy, vô ký trợ vô ký là tám sở chi đạo vô ký trợ cho 54 tâm vô ký hữu nhân cùng 38 sự hợp và sáu vật tế tục. Khổ tương duyên tức là lễ giúp qua tức ở trong cái đồ đạo duyên thì tám cái chi đạo khi mà nó trợ tám chi đạo mà thuộc tâm thức tế tục ở trợ cho y vật tế tục của một cách là hữu tương giúp qua giúp lại được chiếm đến là chúng ta nói về tương duyên. Tương duyên này là danh trợ danh thôi, cho nên tương duyên có chi pháp tấu hợp với đủ đạo duyên vũ khí trợ vũ khí là tám sở chi đạo vô ký trợ 54 tâm vô ký hữu nhân cùng 38 sở hợp. Câu xin vị duy có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên vô ký trợ vô ký là bốn cái sở hữu trí cần niệm và nhất hành. Bởi vì trí ở đây tức là nói theo chi đạo là chánh kiến, cần là chánh tinh tấn, niệm là chánh niệm và nhất hành là chánh định. Thì trong khi đó đó nó sở trí nó là tuệ quyền, chánh tinh tấn sở cần hay là cần quyền tấn quyền, sở niệm là chánh niệm trong chi đạo mà cũng là niệm quyền, và sở nhất hành trong chi đạo nó là chánh định. Thì trong cái pháp quyền thì nó gọi là định quyền, lấy ở trong cái phạm trù vô ký thôi, trợ cho 54 tâm vô ký hữu nhân cùng 38 sở hợp, 17 sắc tâm và hơn 20 sắc nghiệp tiếp tục. Dục dị thuộc quả duyên có chi pháp tấu hợp với đồ đạo duyên. Là vô ký trợ vô ký với đồ đạo duyên, vô ký trợ vô ký lấy chi pháp là tám sở chi đạo vô ký quả trợ cho 37 tâm quả hữu nhân cùng 38 sở hợp, 17 sở tâm, 20 sở nghiệp tiếp tục. Những cái chi pháp này đó thì cứ nói đi nói lại mãi, chúng ta phải hiểu cái lý do, cái ý nghĩa tại sao nó là như vậy. Thì cái trường hợp này chỉ có cái là nếu một Phật tử chúng ta có học bài có thắc mắc cái gì thì trực tiếp hỏi, còn nếu mà chúng ta im lặng như vậy chúng ta đâu có biết là phải phải giải thích ở chỗ nào. Bởi vì đối với chúng tôi thì những cái chi pháp này dễ hiểu, còn Phật tử mà không hiểu, cảm thấy khó hiểu thì phải hỏi ngay cái chỗ đó. Thiền A Duyên có pháp tấu hợp với đồ đạo duyên vô ký trợ vô ký. Đồ đạo duyên và thiền A Duyên vô ký trợ vô ký nó tấu hợp với nhau ở cái chi pháp là sở tầm và sở nhất hành, tức là
chi tâm và chánh tư duy. Sớm nhất hành là chi định và chánh định, nó khớp nhau chỗ đó. Thì hai cái chi pháp này nó trợ cho 54 tâm vũ khí hữu nhân cùng 38 sở hợp và 17 sắc tâm với 20 sắc nghiệp tế tục. Và cuối cùng là câu sinh bất tương duy. Câu sinh bất tương duy này có chi pháp tấu hợp với đủ động duyên vũ khí trợ vũ khí là sở hữu trí, sở hữu tầm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, cận và nhất hành, trợ cho 17 sở tâm, 20 sở nghiệp tiếp tục. Khi mà chúng ta thấy câu sanh bất tương ưng duyên thì chúng ta nên biết ở đây là danh trợ cho sắc mới là câu sanh bất tương ưng duyên. Mà câu sanh bất tương duyên ở đây đó là chúng ta lấy đủ cả 8 chi đạo là danh trợ cho 17 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục. Thì như vậy đó, đồ đạo duyên vô khí trợ vô khí nó có 12 duyên tố hợp, có 12 duyên tố hợp. Câu sanh duyên, câu sanh hệ duyên, câu sanh hữu hữu duyên, câu sanh bất lai duyên, nhân duyên, câu sanh trưởng duyên, hữu tương duyên, tương duyên, câu sanh quyền duyên, dự dị thuộc quả duyên, thiền na duyên, đồ đạo duyên, thiền na duyên và câu sanh bất thương duyên. Chi pháp là như vậy thôi. Nếu mà bây giờ đó, mà chúng ta chỉ học mới có tấu hợp, tức là duyên gốc nêu câu yếu tri rồi tìm rồi lấy cái chi pháp của duyên gốc trong câu yếu tri đó mà chúng ta tìm cái duyên ngọn duyên tấu hợp mà chúng ta còn cảm thấy khó khăn thì mai sau không biết là chúng ta học về hiệp lực của duyên khatana nó sẽ khó như thế nào nữa đây. Cho nên ở đây chúng tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta cố gắng học thêm hai duyên nữa cho hết. Hai duyên nữa tức là bài số 26 là tấu hợp tương duyên, bài số 27 là câu sinh bất tương duyên, tấu hợp câu sinh bất tương duyên là chúng ta hết, chúng ta hết cái phần câu yếu tri, ở chúng ta hết cái phần duyên hệ tấu hợp. Bây giờ tuần sau đó thì chúng ta sẽ học cái bài 26 tấu hợp tương ưng duyên. Từ xa chúng ta học tấu hợp tương duyên. Thật ra tấu hợp tương duyên thì nó dễ hơn cái bài này. Tấu hợp lục đạo duyên với thiền na duyên. Cho nên chúng ta cứ yên tâm học. Bây giờ thì chúng ta kết thúc bài học ở đây, chỉ còn có 9-10 phút nữa để chúng ta phải sinh hoạt ở room lớp Phật pháp của Tâm Mắt.
Giờ này xin được cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh Phúc Chúc Phúc Báo cho rừng. Sau đó MC hỏi Đúng Phước của Đông Rừng. Nam mô Bổn Thầy. Kavato sapa mangalang ran to sapa de vata sapa buddha na pha ve na sada sati pha wan tu te kavato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa dhamma na pha ve na sada sati kavato sapa mangalang rakhan to sapa de vata sapa sangha na pha ve na sada sati pha wan tu te. Tất cả phước báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.